khoan anh em, cái gì nổ một đơn 200 mấy ngàn, đi gì này đâu vậy? Đi về Nhân Trạch Đồng Nai hả? Ủa trời ơi, rồi giờ này mà đi Nhân Trạch Đồng Nai trời, nếu có đi không ta? Rồi ok, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip chạy buổi chiều. Bây giờ là 2 giờ rưỡi rồi. 2 rưỡi mình bật app lên ha. Thì sẽ mình bật app lên xong mình sẽ di chuyển ra ngoài. Thì cái video mình chia sẻ là nó anh em chỉ xem tham khảo thôi nha, chứ không có so sánh giống hoàn toàn được. Bởi vì app mình là app chạy chuyên thì có thể là nó sẽ khác với app anh em chạy thêm. Thứ hai nữa là anh em chạy khu vực Sài Gòn nó sẽ ổn hơn là những khu vực ngoài ha. Thì để coi hôm nay mình chạy buổi chiều từ 2 giờ rưỡi đi 3 giờ, có thể là mình chạy tới 10 giờ 11 giờ gì đó về. Thì khi nào về thì mình sẽ chốt cái video đó, thì để xem thu nhập được bao nhiêu ha. Và chạy buổi tối thì nó sẽ như thế nào. Thì bình thường mình cũng hay chạy buổi tối nhưng mà tầm 7-8 giờ mình về rồi, nhưng mà hôm nay mình chạy có thể là khuya hơn. Rồi thì do mình làm cái video nhiều khung giờ như vậy, một phần là mình cũng bận việc, phần thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ nhiều khung giờ để cho anh em tham khảo, để xem chiếc xe hôm nay nó có gì đặc biệt hay không, hay là thu nhập nó có ổn hay không ha. Hôm nay thì chiếc xe chạy giờ này cao hay thấp bao nhiêu thì mình cũng sẽ up lên cho anh em xem. Ví dụ được 100 ngàn cũng up, được 300 gì cũng phải up. Không có phải là video mà thu nhập cao mình up, video thu nhập thấp mình không up ha. Ok, anh em cùng đồng hành mình trong chiếc xe ngày hôm nay nha. Em buồn ngủ quá, mua lon nước uống cho nó tỉnh ngủ ấy. Rồi di chuyển xuống đất chạy ha. Thì hôm nay cũng xác định là chạy buổi chiều mà, chạy từ chiều đến tối nên là không có gì hết. Tính thu nhập thì nên tính từ thời gian nổ của đầu tiên, nếu mà nổ đầu tiên xong mà những cuốn sau nó không nổ thì nó mới khó khăn chứ. Mà app mà mình không di chuyển, mình ngồi nhà thì có mở từ sáng tới chiều đôi khi cũng không nổ. Mà đi uống miếng nước à. Ok mọi người, thì mình có đơn đầu tiên nha, 10.000 xuống Linh Xuân Lô Đức ha. Ok ha, thì mình nhận đơn rồi ha, bây giờ mình đi giao hàng. Đơn của mình là 4 km ha, 19.000. Thì mình thấy có mấy anh em hỏi mình là mình chạy chiếc Novo 5 này nè, chắc là ao xăng hay gì kia. Thì không biết là anh em nghĩ sao, mình thấy nó cũng bình thường thôi. Thì tại vì chạy ráp mình mới tắt mở để nhiều liên tục á. Thì cho mình đo là khoảng 40 cây một lít á. Người mà mình nổ đầy bình là khoảng 70.000 á, là mình chạy là trên 500. Đó, thì hao vậy thôi, chứ bây giờ có xe nào chạy xe đó chứ. Giờ chẳng lẽ mình chạy ráp mà đã đi kiếm tiền thêm mà bỏ tiền mua chiếc xe khác thì mà lại mắc tiền nữa, tiền đâu mà mua. Cho nên là có xe nào chạy xe đó thôi, biết sao giờ. Nếu mà anh em nào mới chạy đầu tư luôn thì có thể đầu tư con xe nào nó đỡ tiết kiệm xăng thì nó ok. Còn anh em mà đang có xe rồi hiện tại thì có xe nào chạy xe đó thôi, thì nó hao hơn chút đỉnh thì thôi, chứ có gì đâu. Mà dòng là có cuốc chạy mà để mà nó tốn xăng cũng đỡ chứ. Ra chạy mà không có cuốc chạy nó thì hao, không có chạy đâu mà hao hả. Dạ 30.000 nữa. Rồi cảm ơn. Sau hơn 10 phút thì lại có một cuốc 9k. Đó cứ chạy thôi, 9k, 10k gì. Ra ngoài tập hóa anh mua giùm em 3 cái cạc 100 ngàn á. Em coi em trả tiền xe cho. Dạ anh đưa tiền đấy. Giờ tập hóa đâu ta? Thì em trả anh đưa nó mua xong anh trả về. Nó đâu đi được, em mà về ngân hàng đâu đi được, có à, dạ. Đâu đi được. Vậy thôi đưa tiền cho chắc nha. Chắc đặt xe mà nhờ đi mua cạc điện thoại. Ok chơi luôn. Cảm ơn anh. 17k được gửi 30, gửi thêm 13k. Ok. Rồi 23.000. Rồi, cảm ơn em. Xong đơn thứ 5, 2.7 km, 13k. Tiếp 2k. Đơn thứ 6 thôi. Sau khi nãy giờ nó nín khoảng gần 30 phút, bây giờ nổ đơn 74.000 về Gò Vấp. Nín khá lâu, nổ đơn đi Gò Vấp cũng được, trả qua thẻ ha. Đại 4 này chắc gần 20 cây số. Cũng hẹn nay luôn đúng không anh? Cảm ơn anh. Như vậy là xong đơn thứ 6, 74k, cấp tiến thiệp 20k. Giờ mình có dừng lại cho khách mua đồ quá. Mới trả đơn xong nó nổ đơn 40 mấy ngàn về Bình Tân nha mọi người. Mà sao mình thấy cái đoạn này nó rất xa quá vậy ta. Mình coi đi đường dưới này có vô được hay không, sao mà thì nó khá xa như vậy. Không biết cái nhánh này có vô được hay không, vô không được thì phải vòng 2 cây mấy, xa lắm rồi nha. Ồ, như là được nè. Gà mất rồi. Ôi trời ơi. Được. Về Bình Tân đúng không anh? Rồi. Cảm ơn em. Giờ chờ thôi, chắc nấu đơn cũng lẹ mà. Mình tiếp tục có đơn thứ 8 ha, 11.000 giao hàng ha. Rồi em gửi. Tiền nhiều mà. Mình đóng rồi.
Ok, tiếp theo mình có đơn gấp 38.000 tiền mặt trong người. Đi về quận 8 ha, Phú Định quận 8. Rồi, 57.000. Rồi, gọi đây cho em tư. Rồi, cảm ơn. Giờ là 8:10 rồi, hiện tại đang ở bến Phú Định quận 8. Này chắc phải chạy phía ra chứ không gần như này đó. Chạy đêm thì được cái là thế là trời mát, đôi khi đường nó cũng vắng, nhưng mà chạy đêm thì em cũng hết sức chú ý ở những đoạn đường lạ và vắng. Nói chung là em phải tự trang bị cho mình cái kinh nghiệm về chạy xe, về đi đường để mình ứng xử với những tình huống bất chợt. Thì khoảng 20 phút thì mình có đơn 17.000 về đường 3/2 mọi người ơi. Dạ. Uống cái nhiêu ta? Nếu uống cái 7 xì hả? Không, cái chắc chưa tới 7 triệu đâu. Chạy tuần lễ chưa bù vốn nên được. Rồi, của anh 26.000. Rồi, cảm ơn anh. 26k, mình có tiếp nha. Giờ cũng đường 12 thôi, đang ở quận 11, đường 3/2. Ở ngoài 150 trong app 400 mấy nữa hả? Vậy em được rồi. Là 10 giờ mới chạy đúng không? 11 giờ mới chạy đúng không? Đúng. 10 giờ, 10 rưỡi, 11 giờ là đi đây này. Tính từ cái cú đầu tiên là bao nhiêu, lúc mấy giờ? 9 giờ. 9 giờ. Thôi em đi trước nha, để khách chờ. Ở đây ông ta. Đây nè, đây nè. Ồ, em tưởng nó không đi lạc hướng nhưng mà cũng đúng hả? Đây nè, đây nè. 8, bên kia. Về đây thôi cô. Thấy chưa được không? Trời ơi. Dạ dạ. Ok, xong đơn 11 và nấu đơn 12. Tỉnh luôn. À, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn. Đây là xong đơn thứ 12 rồi ha. Mình đang ở đường Văn Bích, Tân Phú. Khoan anh em, cái gì nổ một đơn 200 mấy ngàn, đi gì này đâu vậy? Đi về Nhân Trạch Đồng Nai hả? Ủa trời ơi. Rồi giờ này mà đi Nhân Trạch Đồng Nai trời. Đấy, có đi không ta? Thôi mình chạy lại mình coi khách thử. Đặt về tới Nhân Trạch Đồng Nai luôn đó hả? Rồi, từ đúng không? Đang. Xa quá. Anh đi được không? Anh đi được không? Do đường ba, do em nó xây đây nè, nó đặt xe cho an toàn thôi, không có vấn đề gì hết. Biết là em hiểu rồi mà do sao quá. Ấy giờ quan trọng là anh đi được không đó? Để chắc em hủy đi, có ông nào ông gì hướng bên đó để cho ông đi cho nó tốt hơn. Thôi thì hủy để. Dạ. Tại em cũng ở gần đây mà đi sáng. Dạ hủy cho em đi. Hủy cho các khác. Dạ cũng được đây. 30-70% gì cũng được. Để mà không phải là em sợ gì mà tại nó đi xa quá cho mấy anh ở bên Long Thành ông đi cho nó dễ chứ không gì hết. Ủa em về luôn hả? Em về luôn hả? Về đâu? Đặt cho Huy đi chứ. Ủa Huy đi đâu? Huy đâu? Rồi Nhân Trạch xa dữ trời. Lên cực cây á. Ờ, có đó đó. Thôi sang mai về luôn. Để anh nhận chi? Tại nó phát tự động cho em á. À, tự động nhận đơn á. Dạ, đúng rồi. Nổ tự động á, nên chạy lên coi thử. Rồi, 59, ông này là Sài Thành luôn rồi. Đi 59 hay chắc là Sài Thành. Chứ nói chung giờ này là nó xa quá, đi qua đó. Quá, đi tới đó chắc cũng phải... Anh về đây có tầm 2-3 xe. Dạ.
Tại vì có nhiều tài xế ở Long Thành mà được cuốc gì đó thì thôi ổng mừng rồi, thôi nói luôn rồi. Dạ. Thôi em đi nha. Dạ dạ. Quẩy cái cuốc kia cái nó đính luôn anh em ơi. Giờ nghĩ sao mà giờ này là 10 giờ kém mà đặt xe về tuốt bên Nhân Trạch Đồng Nai mà anh đó anh xỉn nữa. Theo anh em thì cuốc này nếu mà mình chạy thì sẽ như thế nào đi? Nhưng mà xác định chạy là về cái nhu cầu mà có cuốc về là không, mình thấy là không có nữa đâu, phải tiếp tục xe công chạy về đó. Mà anh em biết là cái hướng Nhân Trạch mà đi qua phà Cát Lái mà đoạn đó giờ này khuya là vắng nữa. Nói chung là chỉ có anh em nào mà ở bên Đồng Nai á, bên đó Long Thành á thì được cuốc về thì đúng là hạnh phúc rồi. Chứ còn mà ở phường khác mà đi gì đó thì nó nhiều cái vấn đề. Mình chủ yếu là mình chạy lại để mình hỏi thôi, tại mình thấy ở gần quá mình chạy lại mình hỏi đi như thế nào thôi, chứ xác định ban đầu là mình cũng không chở rồi. Nãy giờ nổ 17-18 ngàn không, giờ đẩy cuốc 200 mấy, táo quả thì chán ghê chứ. Giờ 10 giờ rồi xíu ơi. Rồi, ok chị. Cảm ơn chị. Ok, bây giờ là 10 giờ rưỡi ha. Hiện tại mình đang ở Dương Ba Trà, quận 8. Ngày thứ 7 nhu cầu cao ghê chứ, giờ bắt đầu công việc đỏ lè. Xin thông báo bây giờ là 11:00 tối. Bản đồ đổ quá trời mà mình để app nãy giờ nó không nổ. Mình bật điều hướng con thử xem nó nổ không. Giờ cứ nghĩ là nó không nổ mà giờ nó nổ cuối 37 ngàn về Linh Đông. Linh Đông của Đức. Xe cuối cùng. Từ trong quận nhất di chuyển ở đây cũng 4-5 cây, em nổ 1 phút, 8 cây. Alo em tới nè anh ơi. Rồi rồi rồi. Dạ rồi, em cảm ơn. Đi. Xong, đêm cuối cùng hơi vui ha. Chợ chú, hơi say nhưng mà tiếp cho 44.000. Chung là đêm mà chở mấy anh xinh xỉnh vậy cũng nhiều. Giờ đi về thôi, kết thúc rồi đó. Thì cái thu nhập chứ lại, thu nhập bao nhiêu, tiền tiếp bao nhiêu, rồi tiền thưởng bao nhiêu, mình sẽ liệt kê màn hình cho anh em xem ha. Thì hôm nay mình chạy bắt đầu lúc 4 giờ. Có cuốc đầu lúc 4 giờ ha. Giờ là 23 giờ mấy? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giờ như là 8 tiếng. 8 tiếng á. Chạy đêm á thì nó có nhiều cái vấn đề phát sinh hơn. Vì anh em chạy là đa số là chở nhiều anh say xin xỉn, nhiều khi anh cũng mắc kiểm soát. Mình thì mình cứ tùy tình hình mà mình trao đổi thông tin với khách hàng thôi. Thì mình cũng chia sẻ để cho anh em tham khảo thêm thôi. Đó, thì thu nhập thì mỗi người mỗi khác nhau. Vì hôm nay mình chạy buổi tối là để cho anh em chạy thêm tham khảo. Ha, thôi thì bây giờ mình cũng đi về đây. Thì video mình cũng xin kết thúc tại đây ha. Thì mình luôn video mình cũng sẽ lúc nào cũng chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe nè. Anh em tài xế mà chạy Grab thì chúc tất cả anh em luôn an toàn nhưng mà nếu được ha. Thì hôm nào chạy xe mà về tới nhà an toàn là ngày đó vui vẻ rồi, có thu nhập rồi, có an toàn là vui vẻ rồi. Tại vì mình đi ngoài đường thì rủi ro nó nhiều lắm. Cho nên là cái an toàn là cái trên hết. Rồi ha, thì bye bye anh em nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye.